Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay thì bên Sula Nghiên nhà em giới thiệu tới mọi người về hai cái mẫu sạc mới nhất hiện tại bên em mới về sử dụng cho việc là sạc bình ắc quy lithium 12V và một số cái mẫu BMS gọi là chi phí cực kỳ hợp lý cho mọi người. Về dòng sạc thì hôm nay bên em có về hai dòng sạc nhé. Dòng sạc này là chuyên dụng cho bình lithium. Là một mẫu là 50A và một mẫu là 30A này. Mẫu này là của hãng Suer nhé. Con sạc này là MA1250. Đấy. Và cái mẫu này của bên em là chuyên dùng để sạc cho bình lithium nhé. Không sạc cho bình ắc quy trì được đâu các bạn. Vì điện áp ra của nó là 14,6V. Còn điện áp của bình ắc quy trì là 13,8. Đấy. Nếu như các bác nào mà mua về để lạp cho bình ắc quy trì cũng được. Đấy. Nhưng mà phải vặn nhỏ thôi. Còn vặn to quá là nó sẽ sôi bình nên hỏng bình đấy. Thì cái này là nó dành riêng cho lạp lithium. Đấy. Các bác khi mua là phải để ý kỹ, cái này là dành cho lạp lithium 280 nhé. Lạp bình 100 thì vặn nhỏ, còn lạp 280 thì sẽ vặn to lên. Ở đây trước mặt máy nó sẽ có một cái đồng hồ A này và nó sẽ có một cái lúm để chỉnh như này. Cái lúm này để chỉnh dòng điện nhé. Ví dụ như là chúng ta vặn nhỏ nhất thì là nó sạc nó chỉ khoảng 5A thôi. Đấy, còn khi mà muốn sạc dòng cao 30A chẳng hạn thì chúng ta phải vặn lên như thế này. Đấy. Ở đây nó sẽ có một cái đèn báo OK, là đèn báo có điện OK này. À, còn đèn báo sạc thì đèn báo màu đỏ. Hai cái dây ra này nó sẽ có kẹp sẵn như thế này. Hiện tại cái mẫu này bên em đang bán với giá là 800.000. 800.000 cho cái mẫu 50. Còn cái mẫu này là mẫu 30 này. Mẫu 30 này thì là 600.000 này. À, chi phí này nó sẽ thấp hơn. Đấy, dòng sạc tối đa là 30A nhé. Còn điều chỉnh thì chúng ta điều chỉnh bằng cái lúm. Đấy, ví dụ như là 60Ah thì vặn về bên trái, còn 200Ah thì vặn bên phải. Đây, hãng sạc của hãng Suer. Điện áp đầu ra của nó là 14,6V cả nhà nhé. Đây, em cắm nạp vào đây này. Đây, nó lên cái đèn này. Đấy, cái lúm này là chỉ có tác dụng là tăng dòng sạc thôi nhá. Đấy, nó không phải là gì đâu. Đấy, cái mọi người có thể vặn thoải mái. Đấy, nhưng nó chỉ là mục đích của nó là để tăng dòng sạc, điều chỉnh dòng. Điện áp sẽ là 14,6V. Các bình ắc quy 3,2 à, bình lithium thì 4S thì nó điện áp lạp là 14,6, còn bình ắc quy trì là 13,8. Và bình ắc quy lithium loại Li-ion thì là 12,6. Còn sản phẩm bên em đang bán ở đây là để lạp cho lithium 4S 3,2V là 14,6V cả nhà nhé. Nhà em là mẫu này là chuyên dụng để lạp cho lithium. Các bác mua một số ở trên Shopee ấy, thì là nó chỉ là nếu mà điện áp ra là 13,8 là dành cho ắc quy trì nhá. Khi 13,8 thì lạp nó sẽ không đầy được bình lithium nhá. Bình lithium nó chỉ ở mức 80% thôi. Nó không đầy nổi. Đấy. Muốn đầy thì phải điện áp lạp phải là 14,6. Đấy. Cái mẫu này bên em đang bán này. Mẫu nhỏ là mẫu 30A này là 600.000 này. Đấy. Còn cái mẫu 50A kia, 50A là 800.000. Đấy là về cái mẫu sạc của hãng Suer. Cơ chế nó giống nhau thôi nhưng mà cái to cái nhỏ thôi. 50 thì phải to hơn là cái dòng cái 50 thì nó sẽ to hơn cái 30. Đây là dòng lạp tối đa là 50A nhé. Lạp cho bình 280. Thì những bác nào mà sử dụng cho đánh cá hoặc thắp sáng đấy, mà cần nạp nhanh thì mua cái lạp 50A này. 50A là 800.000, còn 30A là 600.000. Đấy, nó khác nhau như vậy. Đây về dòng BMS thì hôm nay bên em có về thêm 3 mẫu BMS 12V này. Đấy, những cái mẫu nhỏ nhỏ này là dành cho các bác đánh cá là rất thích dùng các cái mẫu này. Đấy, bởi vì nó chi phí nó rất là rẻ tiền. Có hơn 100.000 thôi. Ở đây thì bên em có cái mẫu là 4S 3,2V 120A sản xuất tháng 12 năm 2023 này. Đấy, mẫu này là 120A nhé. Đấy. Cái này đấu 280 cũng được, nếu như mà đấu 280 mọi người có thể đấu chập 3 mạch với nhau. 3 mạch này thì nó rất là rẻ. Đây hoặc thì mọi người có thể sử dụng cái mạch Daily này. Mạch Daily này có giá là 600.000. Còn mạch Zika 100A là 1 triệu 25 chục. Còn 200A là 1 triệu 35 chục. Còn 200A mà cân bằng chủ động 2A thì lại là 1 triệu 650.000. Còn 300A là 1 triệu 950.000. Ngoài những BMS cao cấp thì bên em sẽ có những cái dòng này gọi là dòng phổ thông, gọi là giá rất là hợp lý luôn.
mạch 120, hoặc đây là có thể có mạch đây. Mạch này là mạch 100A này. Đấy, tháng 11 năm 2023, mạch 100A. Mỗi một cái bó này sẽ có 5 chiếc nhá. Đây. Một cái bó này nó sẽ có 5 cái này. Người ta gói sẵn cho mình. Hôm nay bên em lấy có mấy chục mạch kia mà. Chủ yếu là bán Zika là chính, nhưng mà nhiều bác hỏi các cái mạch rẻ rẻ này quá, vì cái mạch này hay ghép với cả 33140 hoặc là ghép với cả 280, nhưng mà mọi người đánh cá thì hay ghép mấy mạch lại. Ví dụ ghép 3 mạch thì sẽ được 360A. Đấy, 3 mạch này ghép lại với nhau thì sẽ được là 360A mà chi phí chưa đến 600.000. Còn nếu mua một cái mạch 300A của thằng Zika thì giá nó lại 1.950.000, lại gấp tới 3 lần. Đấy, nên là các cái bác đánh cá hoặc là sử dụng thắp sáng là sẽ hay mua cái loại này nhiều. Vì là đánh cá thì thực ra là dòng nó không phải là liên tục, nó thỉnh thoảng người ta bấm thì là bắt đầu là nó sẽ ăn dòng. Đấy, còn mạch Zika là liên tục thì là công suất nó sẽ cao hơn và giá thành nó sẽ đắt hơn, bởi vì công nghệ nó có thêm Bluetooth với cân bằng chủ động. Đó là những cái mạch BMS hiện tại bên em mới về đây. Đây là dây của nó nhá. Dây để cắm ở đây này. Đấy. Dây nó sẽ cắm như thế này. Đấy, nó cắm dây như thế này. Đấy. Còn đây là cái dây này, là dây của thằng BMS Daily. Đấy, Daily này thì có 600.000 thôi. Nếu các bác ráp một bộ 280 thì chi phí nó chỉ khoảng 7 triệu một chút xíu. Là nếu như sử dụng mạch Daily. Daily giá gọi là rất là mềm. Có 600.000 thôi, 100A. Rẻ bằng một lửa so với cả mạch của JBD. À, một nửa của mạch Zika Bluetooth. Mạch Zika Bluetooth thì là 1.250.000. Đó là một số cái mặt hàng hôm nay bên em mới về, mẫu mới, và giới thiệu tới mọi người. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0987006938. Sạc Sure 50A này, sạc 30A, BMS Daily 100A, BMS 120A loại rẻ và loại 100A loại rẻ đây. Đấy, những cái dòng giỏ nhỏ này thì dùng cho các cái mạch 33140 hoặc cũng có thể đóng xeo 280 được. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.